Thưa quý vị, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ là việc hoạt động nghệ thuật ở độ tuổi dưới vị thành niên sẽ mang đến nhiều tác hại cho các em hơn là nhiều mặt lợi. Và ở tuổi này thì các em nên tập trung vào việc học tập nhiều hơn. Vâng, cũng có không ít những phụ huynh thì họ lại rất là ủng hộ khi mà cho con của họ tham gia vào giới showbiz, vì họ cho rằng điều này sẽ giúp cho những đứa trẻ của nhà mình phát triển tự tin và dạn dĩ hơn. Minh chứng là chúng ta đã không còn xa lạ gì với hình ảnh những ca sĩ nhí, những người mẫu nhí, diễn viên nhí xuất hiện rất nhiều trên sóng truyền hình. Nguyễn Ngọc Mẫn Nhi, cô bé 15 tuổi với chiều cao 1m73, đã có kinh nghiệm 2 năm trên sàn catwalk lớn nhỏ với vai trò là người mẫu. Điều đặc biệt đó là không phải các sàn diễn dành cho người mẫu nhí. Các sàn diễn mà Mẫn Nhi tham gia đều dành cho các người mẫu chuyên nghiệp. Ngay vừa mới tham gia vào nghề người mẫu, em đã nhận được những show diễn lớn như Đẹp Fashion Runway 2015, Việt Nam International Fashion Week năm 2014, Việt Nam Designer Fashion Week năm 2016, The Twins của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Bên cạnh công việc người mẫu, em còn tham gia vào một số phim truyền hình và được các khán giả trẻ yêu thích. Xin chào Mẫn Nhi, được biết năm nay em chỉ mới có 15 tuổi thôi nhưng mà đã có 2 năm hoạt động trong showbiz với vai trò là một người mẫu chuyên nghiệp. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa em đến với nghề người mẫu? Em có thể chia sẻ cho anh Hư cũng như khán giả VTC14 được biết lý do em chọn hoạt động nghệ thuật là người mẫu. Xin chào chị và xin chào khán giả VTC14. Mình là Mẫn Nhi và hiện giờ mình đang là người mẫu. Cơ duyên mà đưa mình đến với người mẫu là do từ lúc nhỏ mình đi đâu thì mọi người cũng nói là bé này có một chiều cao cao quá, hợp với ngành nghề người mẫu. Thì lúc đó mình cũng chỉ không có dám nghĩ đến việc đó tại vì mình rất còn nhỏ. Nhưng mà không hiểu sao cái khi mình 13 tuổi và đó cũng là một cái cơ duyên, nghĩa là do một cái duyên của mình với nghề. Cô Xuân Lan đó chính là công ty CIG mở một khóa học casting người mẫu và mình đăng ký tham gia rồi mình học tập trong đó và từ cái khóa học đó thì tự nhiên cái niềm đam mê của người mẫu mình trỗi dậy. Em đã nhận được những show rất là lớn như là The Fashion Runway khi mà chỉ vừa mới tham gia hoạt động nghệ thuật, thì đó chắc hẳn là những sự may mắn dành cho những sự nỗ lực của em. Vậy thì em có thể chia sẻ là em đã phải nỗ lực như thế nào để đạt được những thành quả như vậy hay không? Dạ thưa, em nghĩ là cả hai, bởi vì may mắn ở đây chính là em đã chọn đúng một cái môi trường dạy cho em những kỹ năng khác vô và những cái phong cách trình diễn, và do mình cố gắng tập luyện em đã phải tập khác vô không nhận ở trung tâm của cô mà em còn phải ở nhà mang giày đi vệ sinh hay là đi ra ngoài, em đều mang giày khác vô hết và tập luyện. Nói chung là mỗi ngày để cho mình quen những bước chân. Em nghĩ sao về sự nổi tiếng cũng như những cạn bẫy mà em có thể gặp được khi tham gia hoạt động người mẫu, và những khó khăn gì em đã gặp phải trong suốt 2 năm hoạt động người mẫu? Theo em nghĩ thì gặp cạn bẫy và khi mà mình còn rất là nhỏ tuổi lúc trong cái nghề này thì cái khả năng rất là cao. Nhưng mà em cảm thấy mình may mắn bởi vì mỗi lần mà mình đi đâu về nghệ thuật, mình đi diễn hay là mình đi chụp hình thì đều có mẹ đi theo và mẹ luôn theo sát em 24/24. Khó khăn của ngành nghề người mẫu là còn một việc nữa là về cái cương nặng của mình. Do là mình chỉ mới đang ở tuổi trưởng thành cho nên ở mức 15-16 thì cương nặng lên xuống rất là bất thường. Nhiều khi mình có ăn kiêng rồi như mấy anh chị tập thể dục, nhưng mà do đang ở tuổi mới lớn cho nên là nó cứ lên xuống bất thường gây trở ngại đến công việc người mẫu của mình. Và khi em tham gia ngành nghề người mẫu thì cái khó khăn của mình đó chính là chinh phục các nhà thiết kế, bởi vì họ vẫn chưa tin tưởng nên giao đồ, em một bộ đồ cho mình diễn hoặc là cho mình chụp ảnh bởi vì họ thấy mình còn rất là nhỏ. Mà trong 2 năm vừa qua thì em được mọi người trong các anh chị người mẫu rất là không có một sự gánh vác nữa hết, lúc nào cũng coi mình như là em út đi chung, chỉ dạy mình rất là tận tình, không gây khó dễ cho mình. Em có gặp phải sự phản đối từ gia đình khi tham gia hoạt động nghệ thuật với tư cách là một người mẫu hay không? Dạ, gia đình em luôn ủng hộ em và không có một người nào, kể từ ông rồi ba rồi mẹ rồi anh chị đều ủng hộ em hết. Đối với mẹ của em thì mẹ của em là một người rất là đam mê nghệ thuật, cho nên là ủng hộ em 100% về cái ngành nghề người mẫu của mình. Và lúc nào mẹ cũng khuyên và
căn dặn em là phải biết cân bằng giữa việc học và ngành nghề người mẫu. Nhưng đa số ý kiến của các bậc phụ huynh thông thường thì đều không mong muốn con em mình tham gia hoạt động nghệ thuật từ sớm, từ lúc còn nhỏ. Bởi vì họ cho rằng môi trường hoạt động nghệ thuật là một môi trường có thể bào mòn trẻ em. Đối với em, một cô gái 15 tuổi thì em nghĩ gì về điều này, cũng như là có bao giờ em e sợ, lo lắng trước những cạm bẫy mình có thể gặp phải khi hoạt động nghệ thuật với tư cách một người mẫu? Khi mà mình đã làm nghệ thuật thì mình làm theo đam mê, cho nên là cho dù mình có già dặn gì hay là mình có một vai diễn hay một cái xài cáp bối thì mình phải trang điểm già dặn hay gì đó, thì em nghĩ là cái đó là cái yêu cầu của cái công việc đó. Nhưng mà mỗi lần mà mình rửa lớp trang điểm ra thì mình vẫn là một cô bé 15, 16 tuổi bình thường mà không phải gây ảnh hưởng gì cả. Sợ thì chắc chắn là phải sợ rồi. Nhưng mà em may mắn là được làm học trò của cô Xuân Lan. Cô chỉ dẫn cho em cách giao tiếp và cách đối xử với mọi người, cho nên là từ 2 năm hoạt động nghề mẫu của mình thì mình vẫn chưa gặp một cái trường hợp nào bị ghét hay là bị đố kỵ. Công việc hoạt động nghệ thuật nói chung cũng như là hoạt động nghề mẫu nói riêng thì đều luôn phải có những lịch trình dày đặc và không cố định thời gian. Thì điều này có làm ảnh hưởng đến việc học tập của em hay không? Dạ, em thấy là không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì em và mẹ chỉ nhận những show trình diễn lớn, và mỗi lần mà mình tập luyện khắp vốt, mình dành thời gian cho khắp vốt thì toàn là những lúc một là em học bài xong hoặc là những lúc vào buổi tối. Mỗi người có một mục đích khác nhau khi tham gia vào hoạt động showbiz. Vậy thì không biết là mục đích của em khi tham gia hoạt động showbiz là gì và điều gì em hướng đến trong tương lai? Dạ, thật sự thì lúc mà em vào nghề người mẫu thì em cũng không nghĩ là mình đi làm để kiếm thu nhập, mà mình làm theo cái đam mê. Và từ khi mà mình vào nghề người mẫu thì mình đã học được, rút ra rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Mình học được cách tự tin trước đám đông, mình học được cách kiên nhẫn chờ đợi, và học được cách khiến mình tỏa sáng khi mà gặp đối phương. Dạ, kế hoạch trong tương lai của em là hiện giờ em vẫn đang cố gắng tập cáp vốt và đi bơi, để tại vì chiều cao của đây em đang rất hướng đến một cái là người mẫu quốc tế, nhưng mà người mẫu quốc tế thì phải cao trên 1m75, và em đang cố gắng tập luyện thể thao, đi bơi để mình có chuẩn cái chiều cao đó, và không nên kèm theo đó là tập cáp vốt. Với em, việc tham gia làm một người mẫu chuyên nghiệp đã mang đến cho em những lợi ích gì, cũng như là những bài học gì trong quá trình em hoạt động nghệ thuật? Em học được ở ngành nghề người mẫu này rất là nhiều điều ngoài cái chuyên môn khách quốc của mình ra. Em học được cách tự tin trước đám đông, và em học được cách kiên nhẫn chờ đợi, tại vì ai cũng nghĩ là người mẫu chỉ cần đi khách quốc một vòng rồi đi vô. Nhưng mà họ không biết được mặt trái là mình khắp vốt một vòng đó mà mình phải đợi có khi cả ngày trời mới được diễn một vòng khắp vốt như vậy. Và em học được cái tính kiên nhẫn chờ đợi trong đó nữa. Và mình học được cái cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Mình học được cách cởi mở hơn. Và mình người mẫu còn giúp em mở rộng mối quan hệ với mọi người giống như khán giả. Tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ thì em thấy bản thân mình có những lợi thế gì hơn những anh chị đồng nghiệp, những người mà không tham gia hoạt động nghệ thuật sớm như em? Em nghĩ lợi thế của mình đó chính là mình tham gia nghệ thuật từ nhỏ thì mình sẽ được chú ý hơn là cái đầu tiên, và cái thứ hai là thời gian. Bởi vì mình đã vào nghề người mẫu từ rất là sớm, cho nên là mình có thể trải nghiệm được nhiều hơn các anh chị, và mình có thời gian tập luyện nhiều hơn. Cảm ơn Mẫn Nhi đã đến đây và tham gia cuộc trò chuyện này cùng với khán giả VTC14. Chúc em sẽ luôn đạt được những thành công trong con đường mà mình đã chọn. Có thể thấy rõ là khi tham gia showbiz từ sớm thì các em sẽ tự tin và dạn dĩ hơn. Bên cạnh đó thì các em có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, học hỏi và tiến xa hơn với công việc. Nhất là đối với môi trường showbiz thì việc đào thải và lựa chọn nhân tố mới xảy ra rất nhanh chóng. Những tài năng trẻ thì luôn nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả. Vâng, và còn đánh giá về việc có hại hay không thì điều đó sẽ dựa vào việc là các em có được định hướng đúng hay không. Mà việc đầu tiên đó là các em có được người hướng dẫn mình đi đúng đường khi các em tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào.
Cũng giống như là Mẫn Nhi thì em luôn có mẹ và huấn luyện viên của mình luôn luôn hướng dẫn trong công việc người mẫu.